Lạy Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bây giờ trong 12 tông đồ có ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô không cùng ở với các ông khi Chúa Giê-xu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có cả Tô-ma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng trước các ông mà phán: Bình an cho các con. Đoàn người nói với Tô-ma: Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Tô-ma thưa rằng: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông: Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, có một bà mẹ cùng một anh lính trong đội quân của Napoleon. Anh ta phạm tội rất nặng trong quân đội là cái tội đào ngũ, rồi bị bắt, rồi bị phạt. Nhưng rồi sau đó vì sợ nguy hại đến mình cho nên lại đào ngũ một lần nữa. Sau 2 lần đào ngũ, Napoleon mới thấy được nếu mà tha thì những người lính khác sẽ vì sợ mà bỏ trốn. Và trong quân đội thì luật pháp phải nghiêm minh, cho nên quyết định là phải xử tử. Rồi bà mẹ nghe tin như vậy thì đến xin cho con của mình: Nếu tôi xin đây, tôi không phải xin vì sự công bằng mà xin vì lòng thương xót. Napoleon lúc đó nghe vậy thì mới nói: Nó không đáng được thương xót. Nhưng người mẹ kia kiên nhẫn trả lời: Thưa Ngài, nếu không có lòng thương xót thì nó đáng bị như vậy. Và nếu như nó bị như vậy thì không có lòng thương xót, tôi xin lòng thương xót. Và cái lý lẽ của người mẹ làm cho nhà vua động lòng, và cũng là một bài học, một lời an ủi cho chúng ta. Lòng thương xót có nghĩa là yêu cho đến cùng. Nếu như có một ai đó mà ta gọi là không đáng được lòng thương xót, như là Napoleon đã nói với anh lính
hai lần mắc tội nặng, thì cái lòng thương xót đó đâu phải là lòng thương xót. Lòng thương xót có nghĩa là yêu thương mà thương đòi người ta phải xứng đáng. Và Chúa Nhật thứ hai, mùa phục sinh, được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai nâng lên là cái ngày Chúa Nhật của lòng thương xót. Và đó là niềm vui, niềm an ủi cho tất cả chúng ta. Bởi vì đôi khi chúng ta cũng nói với người khác, chúng ta cũng nghĩ bụng về người này người kia, nó không đáng được lòng thương xót. Nhưng xét lại đời mình mà xem, nếu như không có lòng thương xót, chúng ta không sống nổi. Quả thực là như thế. Có những tội ta phạm đi phạm lại, xưng tội đi xưng tội lại, lần nào cũng để sự được tha thì ta phải hứa là sẽ giúp lòng chừa, sẽ không bao giờ phạm tội trở lại, thì lúc đó mới được tha. Thế nhưng mà thực tế cho thấy, nhiều khi chúng ta vừa mới xưng tội buổi sáng, đến buổi tối ta lại con đường cũ, thế nào ta lại đi vào thế ấy. Ta hành xử như chưa hề xưng tội, và ta sống như chưa hề chúc lòng. Và thực sự mọi tội ta phạm có nặng đến đâu, chỉ cần có một lòng sám hối thực sự, có nghĩa là mình thấy đó là điều đáng ghét, mình thực lòng quyết tâm chừa, thì lúc đó tội nặng đến đâu Chúa cũng tha. Thế nhưng ta giúp lòng ta quyết tâm chừa, mà ta có quyết tâm chừa đâu. Ngay lúc đó thì đúng là quyết tâm chừa thật, nhưng mà rồi sau đó thì làm sao? Quyết tâm đó đi đâu mất, chẳng còn nữa, và ta lại phạm tội. Lòng Chúa thương xót là ngày dành cho mọi người, mà cách riêng dành cho từng người chúng ta. Và phúc âm ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa đã không vì cái câu nói của Thomas, Chúa biết, nhưng mà nếu như chúng ta thì chúng ta sẽ cự lực luôn, nhưng mà không, lần sau Chúa đến và cho tất cả mọi người, nhưng mà cách riêng là cho Thomas. Và gặp riêng ông, Chúa nói đoàn người nói với Thomas, hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Và tất cả chúng ta ai cũng đều đứng ở trong cái vị trí của Thomas đây, chúng ta đã tỏ ra bất xứng, thế nhưng Chúa có bỏ rơi chúng ta không? Thưa rằng không. Chúa hiện ra, Chúa sống cho mọi người, nhưng riêng cho từng người và chúng ta là cái người được Chúa thương đó. Chúa gặp hết tất cả mọi người và nói bình an cho các con. Đoàn người nói với Thomas cũng như vậy, Chúa cũng nói riêng với từng người chúng ta. Và nói riêng ở đây tức là có tình thương dành riêng cho từng người một. Lời Chúa ngày hôm nay nói về cái sự quan tâm riêng biệt của Chúa dành cho từng người cũng là một niềm an ủi lớn lao cho chúng ta. Và khi mà chúng ta nhận thấy rằng mình được thương xót, thì chúng ta cũng phải thương xót người khác. Chúa dạy các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Chúng ta xin Chúa tha thứ bao nhiêu lần, Chúa tha hết. Anh em xin ta tha thứ, ta có tha không? Thưa rằng nếu mà ta tha thứ, Chúa vui, bởi vì đây là cái người đã hiểu được, đã sống được cái tình thương mà Chúa đã dạy. Còn nếu không thì sao? Chúa đã nói rõ ràng, ai tha thứ sẽ được thứ tha, ai lên án sẽ bị kết án. Khi chúng ta lên án một ai, chúng ta khó chịu một ai, có một điều mà chắc chắn, hỏi rằng có lên án người khác không? Thì ta nói dạ không, không có đâu. Mà có nổi nóng không? Dạ có, nhiều lắm.
khi mà ta lùi sống với một ai là ta lên án người đó. Và tất nhiên ai cũng nói phải nuôi nóng. Nhưng mà thưa rằng không có cái nỗi nóng nào là đúng lý cả. Bởi vì nỗi nóng tức là muốn trừng phạt, muốn loại trừ. Có một ai trong chúng ta mà Chúa trừng phạt, Chúa loại trừ không? Thưa rằng không. Ngay cả những người đóng đinh Chúa vào thập giá mà Chúa còn cầu xin, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúa tình thương thực sự, lòng thương xót thực sự là không có loại trừ. Và một câu thánh kinh rất là hay nói đến cái cụ thể của lòng thương xót, đó là câu thư thứ nhất Côrintô đoạn 13 câu 7: tình thương tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả. Nhìn lại ta thấy có những người ta không tha thứ, là có thể có tha thứ, nhưng mà rồi có những người ta không chịu đựng. Có tội nào ta phạm mà Chúa không tha thứ không? Mà có tội nào ta phạm mà Chúa không chịu đựng không? Chúa tha hết, Chúa chịu hết. Và khi ta nổi nóng với một ai, ta muốn một ai đó bị loại trừ, thì ta đừng quên ta đang xúc phạm đến chính Chúa. Tại sao vậy? Chúa xuống thế làm người chịu chết để cho người đó được sống, mà ta lại muốn cho người đó phải chết. Như vậy là ta xúc phạm đến Chúa nghiêm trọng, nặng nề vô cùng. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa thương xót chúng ta và xin cho chúng ta sống tình thương xót của Chúa bằng hai chữ tha thứ và chịu đựng. Amen.